Ngày xưa, ngày xưa, có một chàng trai trẻ chưa vợ tên là Tắc. Một hôm, anh vào rừng kiếm củi. Đang ngủ ngon thì bị phá đám, thật là đáng ghét. Hôm nay là một ngày thật đẹp. Đây rồi, tính trốn hả con? Cứu tôi với! Chim sẻ non, ngon thịt, ngọt xương lắm đây. Chim chạy đâu cho thoát? Đứa nào ném tao? Đứa nào? Lại là người phá đám ta. Đồ chim dữ, cút đi! Hãy đợi đây, ta sẽ trả thù này. Nè, ăn đi cho đỡ sợ. Anh thật tốt bụng, anh hãy đợi ở đây nha. Đây là lọ nước thần, có phép làm cho người già thì trẻ lại, vật nhỏ thì lớn thêm. Trần gian không ai có. Tặng anh, đền ơn cứu mạng. Tạm biệt. Thơm quá, nhưng chắc ta chẳng khi nào cần dùng đến. Nhà hắn đây rồi, hãy đợi đấy. Lại là tiếng con quạ xấu xí, mình mà bắt được sẽ bứt trụi lông đó. Không lấy khoai mà lại lấy thanh củi, mình phải đi theo nó coi sao. Ta đốt cháy nhà cho hắn biết tay. Cháy lòng ta rồi. Xin lỗi anh, vì con quạ đó gấp củi tôi đang nướng khoai đốt nhà anh. Mai vẫn còn khung nhà, tôi sẽ lợp lại. Giờ thì có nhà mới luôn rồi. Cô giúp tôi mà mặt đen thùi lùi và bị thương rồi sao? Không phải, tôi vốn xấu xí như vậy rồi. Xin lỗi cô nha. Tôi mồ côi vì đen đúa, xấu xí nên người trong làng đuổi tôi đi. Tôi sẽ giúp anh dựng lại nhà, có được không? Tắc và Mai ngày càng thân thiết, thương Mai cô đơn vất vả. Tắc đón Mai về nhà, cả hai nên vợ nên chồng sống hạnh phúc bên nhau. Mùi thơm quá.
Mình về rồi hả? Cô mình có sao không? Cô là ai? Tôi không quen cô. Mình sao vậy? Mình có bị sao không? Tôi hỏi cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Em là Mai nè, là vợ của mình đây. Ta còn giật mình, huống chi ngươi. Giọng nói, dáng người, quần áo, đúng là vợ mình. Nhưng chết bớt trên má đâu, da lại trắng như bông bưởi. Em lấy lọ nước thơm mình dắt ở mái nhà ra tắm gội. Đúng rồi, lọ nước thơm. Hồi ấy tôi cứu con chim sẻ nên được nó tặng. Tôi tưởng nó nói linh tinh, nào ngờ vẫn còn một ít. Hay mình cũng lấy tắm đi. Tôi cần gì, mình đẹp là được rồi. Ở đâu lại có người đẹp như thế này? Người mau tìm hiểu xem người này có thật ở ngoài đời hay không. Quan đại thần giúp nhà vua đi tìm người đẹp trong tranh. Trên đường đi, thấy người dân đói khổ, quan bỏ tiền mua lúa gạo để phát cho dân nghèo. Các người mau phân phát gạo này cho dân đi. Mọi người xếp hàng nhận gạo theo thứ tự. Quan lớn đã nói vậy thì ai cũng có phần. Dân phải no đủ thì đất nước mới giàu mạnh được. Các người có biết người trong tranh này không? Dạ, đây là bức tranh của tôi, đây là vợ tôi. Đúng là người trong tranh rồi. Có chuyện gì sao? Tôi cho người họa tranh vợ tôi, có gì sai? Ngươi không làm gì sai cả, nhưng nhà vua có lệnh, người phụ nữ trong tranh này phải tiến cung. Không được, đây là vợ tôi. Cãi lệnh vua là tội chết. Vẽ chân dung vợ đem theo đi làm để ngắm cho đỡ nhớ. Ngờ đâu quà từ đó mà ra, vợ chồng Tắc Mai bỗng dưng bị chia cắt. Nàng thì ú rũ, còn chàng thì cũng không còn tâm trí để làm việc gì. Nhìn Vũ Hành sau khi được tưới nước thần trở nên to lớn lạ kỳ, chàng Tắc nảy ra ý hay để cứu vợ. Thưa quý phi, mời người dùng bữa. Đã nhiều ngày người không ăn không nói rồi, kéo dài như vậy sẽ tổn hại đến sức khỏe. Về phần nàng Mai, dù được vua yêu mến đem về cung, nhưng lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ về người chồng ở quê nhà.
nàng buồn đến mức không nói cười, không tô son điểm phấn, cũng không cho ai đến gần, khiến nhà vua rất đau đầu. Trẫm tặng nàng mà sao nàng không đón nhận? Hành ơi, giúp ta lần này nha, nhất định ta phải cứu vợ ta về. Nàng Mai từ khi vào cung đến nay vẫn nhất quyết không nói cười. Nhà vua suốt ngày cứ mãi nghĩ đến người đẹp mà quên cả việc triều chính, khiến quần thần vô cùng thất vọng. Cho truyền chú Hề đến mua vui. Hay, hay lắm. Cho truyền Lăng Y vào. Cho truyền Pháp Sư vào. Không chăm lo cho dân chúng, chỉ lo rượu chè, lấy lòng người đẹp. Đất nước này cần một vị vua anh minh hơn. Anh kia, đi chỗ khác mà bán. Vua công đất đang hành. Ông kia, bao trả giờ lại cho ta, bao trả giờ lại cho ta. Ngươi giỏi lắm, tìm đến tận đây. Vì vợ ngươi mà vua suốt ngày bắt ta tìm người giúp vợ ngươi cười nói, chẳng lo việc nước. Nếu có quyền, ta cũng trả cho ngươi rồi. Nghe nói, ông rất yêu nước thương dân. Sao ông không lên làm vua để con dân được nhờ? Ngươi nói vậy là cả ta và ngươi đều bay đầu như chơi. Tôi xin ông đó, hãy trả vợ cho tôi. Quan đại thần nói, sao bức tường này là dừng qua? Nếu ta rao, vợ ta sẽ nghe được. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi. Ai mua hành tôi thì thương tôi với. Nàng cười rồi, nàng cười rồi. Mau tìm người rao hành vào đây, ta muốn thấy nàng cười nữa. Người hãy rao đi, nàng cười càng lớn ta thưởng càng nhiều. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi. Ai mua hành tôi thì thương tôi với. Mau cởi áo ra,
đưa gánh hành đây. Tự ta sẽ làm người đẹp cười. Chọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình voi. Ai mua hành tôi thì thương tôi với. Tên kia, ngươi dám làm người đẹp của ta không? Quân bay đâu? Bắt hắn nhốt vô ngục. Thả ta ra, ta là vua, các ngươi chớ làm loạn. Ngươi là tên bán hành, dám làm loạn trong cung, quân đâu? Bắt hắn. Dạ, ngài mới xứng đáng làm vua. Tôi chỉ muốn đưa vợ về lại quê nhà. Ta chúc vợ chồng ngươi sống hạnh phúc đến đầu bạc trắng long. Cha mẹ xuống chợ, buổi trưa sẽ đem cơm cho con. Ngày xưa, ở một làng nọ, có hai vợ chồng già không có con cái. Họ cầu xin thánh thần để có một đứa con. Ít lâu sau, người vợ có thai và sinh được một cô con gái. Thế nhưng cô con gái chỉ bé như ngón tay út, vợ chồng đặt tên là nàng Út. Tuy bé xíu, nhưng nàng Út rất chăm chỉ, hiếu thảo, lúc nào cũng tìm cách làm việc để phụ giúp cha mẹ. Thợ săn, chúng ta mau trốn đi. Hôm nay đi săn tệ quá. Hoàng tử đừng vội, có khi tại hôm nay trời nóng quá. Người nói ta mới nhớ là đang khát. Quanh đây hẻo lánh. Bẩm hoàng tử, thần chỉ thấy một rẫy dưa, hay là ta hái dưa ăn đỡ? Ngươi đi tìm chủ vườn, xin mua trước hẳn hái, không nên tự ý hái trộm của người ta. Dạ. Anh chàng này là ai vậy? Trâu hả? Một chú trâu. Chủ của mày đâu? Đồ ham ăn. Bẩm hoàng tử, hoàng tử à, thần không tìm thấy chủ vườn. Thần hái một trái ăn đỡ, rồi chúng ta sẽ để tiền lại cho họ. Vậy có vẻ không hay lắm. Hoàng tử đừng có lo, để thần chịu trách nhiệm. Dạ, mời hoàng tử. Quả là dưa ngon ngọt. Chủ vườn này khéo tay quá. Ngươi cũng ăn cùng ta cho vui. Dạ, hoàng tử dùng xong rồi thần mới dám. Ta cho phép. Dạ bẩm tâm hoàng tử, tìm được ngài rồi. Chuyện gì vậy? Dạ bẩm hoàng tử, mau hồi cung, bệ hạ bị ngất xỉu rồi ạ. Cái gì? Người thì đẹp trai, mà ăn uống thì... Hái dưa nhà người ta ăn không trả tiền, mà còn bỏ dở như vậy, phí phạm quá.
phụ hoàng. Phụ hoàng sao rồi các huynh? Tam đệ, để nói nhỏ một chút đi. Phụ hoàng đang thiết triều thì té khuỵu xuống. Thái y nói là phụ hoàng chỉ là một cơn chóng mặt nhẹ thôi. Phụ hoàng, người khoan hãy ngồi dậy. Phụ hoàng, người cứ nằm đi. Các ngươi đừng rối lên nữa. Ta có làm sao đâu. Bẩm bệ hạ và các hoàng tử, mấy hôm nay người thức khuya lo việc triều chính nhiều quá nên thần khí không thông. Phụ hoàng, người nên san sẻ việc nước với chúng con để có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Để nói như vậy là đang muốn bảo phụ hoàng nhường ngôi đó sao? Các hoàng huynh đừng nói nữa, để chú cha nghỉ ngơi. Vấn đề biên cương của chúng ta đang rất nghiêm trọng, ta chưa có cách giải quyết. Cha, làm cách nào để chúng ta có thể giữ hòa khí, đừng xảy ra chiến tranh? Giữ hòa khí làm sao được? Chúng ta chinh phạt chúng đi phụ hoàng. Hoàng huynh, đâu phải chuyện gì cũng giải quyết bằng đao kiếm được. Đúng vậy, ta muốn tìm cách vẹn toàn để giải quyết êm đẹp. Ê, phụ hoàng, xin hãy nghỉ ngơi trước đã. Dù gì người cũng có ba anh em tụi con mà. Chúng con sẵn sàng bảo vệ đất nước với bất kỳ giá nào. Chỉ cần ba anh em con đoàn kết thì ta đã yên tâm một nửa rồi. Trời ơi, no quá, đi không nổi nữa. Út à, con đâu rồi? Nghỉ tay ăn trưa nè con. Cha ơi, con ở đây. Khoan đã cha ơi, chắc con không ăn trưa nổi đâu. Con mới ăn gần hết một trái dưa hấu, no quá à. Ăn dưa mau no, nhưng làm việc một chút sẽ đói lại thôi. À, mà nhà mình năm nay dưa có ngọt không con? Dưa ngọt lắm cha, nhưng vì có kẻ đến hái trộm dưa, ăn xong bỏ dở lại, nên con tiếc quá ăn hết. Có người tới trộm dưa sao? Họ có làm gì con không? Con có bị sao không vậy? Con sợ họ nhìn thấy nên đã trốn đi cha ạ. Họ đi rồi con mới chui ra. Con gái cha nhỏ nhưng mà rất thông minh, cha mẹ cầu xin mãi mới có được con đó. Cha mẹ cầu con như thế nào vậy cha? Lúc đó cha mẹ đã lớn tuổi mà chưa có mụn con nào, nên mẹ của con đã đi khắp các đền chùa để cầu tự. Đi hơn cả chục đền miếu để cầu tự rồi. Bà có mệt không? Không ông à, phải bày tỏ tấm lòng thành thì trời đất mới chấp nhận. Cúi lại thần thánh ban phước cho chúng con một đứa con, trai hay gái gì cũng được, xấu xí hay nhỏ bé cũng được. Vì chúng con ngày một già mà không có tiếng trẻ thơ, thật là hiu quạnh. Thôi con ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Mùi đồ ăn mẹ làm thơm quá cha ơi. Cha ơi, con không ăn trứng đâu, mùi khó chịu quá à. Sao vậy? Bình thường con thích ăn trứng lắm mà. Hay là con ăn no quá rồi? Út à, Út, con có sao không? Cha, mẹ. Con nằm xuống nghỉ một chút đi con. Con thấy trong người thế nào? Con không sao đâu mẹ. Sao trong cha mẹ có vẻ buồn vậy? Bộ có chuyện gì hay sao ạ? Con gái à, hồi nãy con ngất xỉu, cha mẹ lo lắng quá nên mời thầy Lang đến khám cho con. Con có bệnh gì không? Sao cha mẹ lo lắng quá vậy? Thầy Lang đến khám nói con có thai rồi. Cha, mẹ, vậy là sao? Có thai là sao? Là con có một em bé đang lớn lên trong bụng đó. Nhưng mà con, sao con lại có thai được chứ? Cha cũng không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra được. Con à, giờ chuyện đã rồi, cha mẹ sẽ lo cho con và đứa bé. Cha mẹ cầu tự mới có con, giờ có thêm cháu ngoại, vui còn gì bằng. Biết đâu đứa cháu này cũng chính là thánh thần ban cho nhà của ta thêm ấm áp.
bù đắp cho những tháng năm buồn bã trước kia. Nàng Út có thai, Tam hoàng tử ở trong cung thì bỗng thấy bồn chồn không yên, như nhớ thương một điều gì đó vô hình mà chính hoàng tử cũng không rõ. Bẩm hoàng tử, xin mời dùng trà. Cả ngày nay hoàng tử không ăn uống gì cả. Người đang lo cho nhà vua sao? Ừ, ta lo lắng là một chuyện, nhưng mà không hiểu sao hôm nay ta cứ bồn chồn không yên, như nhớ thương một ai ở nơi xa mà không rõ. À, hay hoàng tử đã tương tư một cô thôn nữ nào? Thôi, chắc là không có gì. Ta chỉ cảm thấy nhớ cái ruộng dưa đó. Cảm giác ăn dưa sao mà ngọt quá. Nếu hoàng tử muốn ăn dưa thì không thiếu, để thần đi lấy ngay. Không không, ngươi không hiểu được ý ta đâu. Bỏ qua chuyện này đi. Gần đây á, vua cha phải một mình đối mặt với quá nhiều vấn đề, ta vô dụng, không giúp được cái gì hết, nên cũng có chút băn khoăn. Dạ, nhưng hoàng tử không nên tự làm khổ mình. Người phải mạnh khỏe thì mới tính chuyện khác được chứ ạ. Xin người hãy ăn chút gì đó. Một phần ta ăn cũng không thấy ngon miệng. Giờ ăn thì cũng nhớ đến lúc ăn dưa ở giường đó. Trời ơi, ruộng ấy nhà ai? Tôi phải điều tra, tôi phải trị tội kẻ trồng dưa bỏ bồ hoàng tử. Thôi thôi, ngươi cứ hay làm quá lên à. Ta chỉ có cảm giác rất lạ là hình như ở đó có... Có gì hoàng tử? Hình như là một cô gái nhỏ bé. Không được rồi, lẽ ra tam hoàng tử nên nghĩ đến công chúa của đại quốc thì mới phải. Công chúa Cẩm Tú đang luyện kiếm. Dạ, bẩm công chúa. Miễn lễ. Bẩm công chúa, có tin báo các nước tiểu quốc đang liên minh đe dọa biên cương của nước láng giềng. Điều đó đã nằm trong tính toán của ta cả rồi. Vậy bên nước láng giềng có động tĩnh gì chưa? Bẩm, nghe nói họ cho sứ thần đi các nước để thương nghị hòa bình, nhưng đồng thời cũng gửi sứ sang đại quốc của chúng ta. Vậy cha ta nói thế nào? Đức vua có ý muốn liên minh bằng cách gả công chúa cho tam hoàng tử của nước láng giềng đó. Tốt, tam hoàng tử là người có khả năng kế vị cao hơn hẳn. Lấy được tam hoàng tử, việc sáp nhập hai nước làm một sẽ diễn ra thuận lợi. Đại quốc ta sẽ vừa có binh hùng tướng mạnh, vừa thu được sản vật từ vùng đất màu mỡ của nước láng giềng. Bệ hạ gia lâm. Các khanh bình thân. Tâu bệ hạ và các hoàng tử, năm ngoái các tiểu quốc có ý định liên minh với nhau chống lại chúng ta, còn đại quốc láng giềng thì không muốn ủng hộ chúng ta. Nhưng sau một năm thần đi sứ các nước, họ đã đồng ý liên kết dựa trên một cuộc hôn nhân. Ta hiểu ý khanh. Vì vậy, hôm nay ta muốn ra tuyên bố hôn sự của tam hoàng tử. Phải rồi, chỉ còn tam đệ là chưa lập gia đình. Lần này lấy công chúa là nhất đệ rồi đó. Vì các nước đều có công chúa đến tuổi cập kê, nên ta muốn mở một lễ hội kén vợ. Tam hoàng tử sẽ gặp mặt các công chúa đến từ các nước để chọn một người làm vợ. Các khanh thấy thế nào? Bệ hạ anh minh, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế. Cảm ơn người đã động viên ta. Nhưng cưới xin là chuyện đại sự, ta không muốn lấy một người ta không yêu đâu. Tam đệ, sao đệ lại nói vậy? Công chúa cao quý, ai mà không muốn lấy? Trên đời chắc chỉ có đệ chê thôi. Ba anh em ta chỉ có đệ lấy được công chúa. Thấy vợ của hai ta không? Chỉ là tiểu thư nhà quan tầm thường. Chàng nói thế là đang chê thiếp sao? Ui da, đâu có. Vợ của tam đệ mà là công chúa đúng là hơn các nàng, nhưng cũng là em dâu của chúng ta thôi. Đa tạ anh chị đã quan tâm đến đệ. Đệ hiểu trách nhiệm của mình. Chỉ là... Trừ phi đệ đã phải lòng người khác, chứ nếu không thì đây hoàn toàn là điều tốt đẹp. Thật à? Cũng có thể lắm. Tam hoàng tử hào hoa phong nhã, văn võ song toàn thế này, thiếu gì các tiểu thư quê các để mắt.
Đúng rồi. Biết đâu một ngày nào đó, một cô gái xuất hiện cùng đứa trẻ tự xưng là vợ con của Tam Đệ không chừng. Không có đâu, anh chị đừng nói quan cho đệ. Âu ơ, trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt ngờ, cho nàng rửa chân. Âu ơ, Út con, mẹ đem thức ăn đến cho con đây. Mẹ mới đến. Con mau lại ăn cơm đi. Thằng cháu ngoại của bà ngủ rồi sao? Dạ, trộm vía, thằng bé ngoan lắm mẹ ạ. À, cực cho con rồi Út ơi. Mẹ thì nhỏ bé, lại phải chăm đứa con to gấp 5 lần mình. Không cực đâu mẹ, may mắn là đứa bé được như người bình thường. Thằng bé kháo khỉnh quá. Mẹ ơi, vừa đã thu hoạch được rồi đó ạ. Vậy thì tốt quá. Nhà vua ban lệnh sẽ mở hội kén vợ cho Tam hoàng tử. Nhiều người sẽ đến xem hội đó con. Hay quá. Chúng ta sẽ bán được nhiều dưa. Ừ, ngày mai hai cha con đem dưa xuống làng mà bán, để mẹ trông cháu cho. Con sợ đi sẽ gây phiền phức cho cha. Con đừng có nghĩ vậy. Lễ hội đông người, không có ai để ý đâu. Với lại cha con cũng cần có người phụ giúp. Dạo này mẹ già yếu, đi tới đi lui không có tiện. Con xem, mẹ đã may cho con một bộ quần áo mới để đi hội rồi nè. Con cảm ơn mẹ. À, con cũng có quà tặng mẹ. Con may áo cho mẹ nè. Mẹ có thích màu này không? Con tự may đi sao? Dạ, lúc rảnh con không làm gì nên. Con tôi giỏi quá, mẹ thích lắm. Cải xanh đây, cải xanh đây. Mình nướng đây, mình nướng. Cải xanh mới hái đây, bà con ơi, mình nướng đây, mình nướng đây. Quả tuy tròn nhỏ, lại lấy hạt đen. Người nếm thử xem, ngọt ơi là ngọt. Chà, lời rau dễ thương quá. Ủa, mà sao không thấy người rau ta? À, có phải tiếng rau từ hàng của ông không vậy? Tiếng dễ thương quá trời, mà đâu phải ông này. Đúng vậy, chính là tôi đang rau bán dưa cho cha tôi. Chà, trời ơi, người đâu mà nhỏ xíu hà. Ủa, con biết làm trò nữa đây nè. Trời ơi, thiệt là một đứa nhỏ đặc biệt mà. Các công chúa ở đâu mà đông vậy ta? Nghe đâu dự tuyển có gần 20 cô, có nước đưa tới 3 công chúa. Thì Tam Đệ nổi tiếng đẹp trai, văn võ song toàn, ai mà không muốn lấy. Hơn nữa lại là người thích hợp để kế vị mà. Để nói cái gì, ta là con trưởng, ngôi vua chừng nào mới tới lượt Tam Đệ. Thôi hoàng huynh bớt nóng. Huynh nghĩ coi, tuy huynh là con trưởng, nhưng trước giờ Tam Đệ được cha yêu quý nhất, các quan cũng ủng hộ Tam Đệ. Giờ ngay cả chuyện cưới vợ cho đệ ấy cũng phải tuyển từ các công chúa của các nước láng giềng. Đệ nói cũng phải. Xem vợ ta chỉ là con tể tướng, vợ đệ chỉ là con của tướng quân, còn Tam Đệ được chọn người đẹp nhất trong các công chúa. Của hồi môn bên nhà gái và sính lễ phụ hoàng cho Tam Đệ ắt hẳn cũng bằng một nửa vương quốc à. Vậy thì còn gì cho anh em ta? Không thể như vậy. Vậy huynh muốn làm thế nào?
Ta để có cách gì không? Cái gì? Sao giết nó được? Dù gì nó cũng là em ruột của mình mà. Trời ơi, Quỳnh nói cái gì vậy? Ai nói là mình giết Tam Đệ? Chứ sao? Thì mình cho người giả bộ truy sát, cầm chân Tam Đệ ở đâu đó vài ngày, không đến kén vợ được. Để làm gì? Trời ơi, thì việc tuyển vợ từ các công chúa xem như hỏng. Các chư hầu nổi giận, phụ hoàng sẽ mất mặt vì em ấy. Nó sẽ mất cơ hội để được truyền ngôi. À, ta hiểu rồi. Đệ thật thông minh. Lấy tụi dạ, lấy chú hai, mua giùm đi. Mua giùm bánh nướng đi chú hai. Dạ, hai. Dạ được. Cha con nhà này từ xứ nào đến đây bán dừa? Đứa con gái ngoại hình bé xíu kỳ lạ. Các ông các bà từ xa tới, coi chừng bị cha con nói lừa đấy. Dạ được. Không phải như vậy đâu. Cha con tôi là người lương thiện, vợ chồng tôi không có con, cầu khẩn lắm mới sinh được đứa con gái hiếu thảo này đó. Lương thiện, hiếu thảo? Vậy sao không thể làm người bình thường? Mấy người thôi đi, không được bắt nạt con của tôi. Vậy cha con ông có phải là người bình thường không? Đến đây có âm mưu hãm hại ai không? Tại sao ngoại hình con ông nhỏ bé kỳ dị vậy? Các ngươi mau tránh đường. Các ngươi mau đi khỏi đây, không được bán hàng ở đây nữa. Kẻ nào dám ném ta? Dạ, xin ngài tha cho tôi. Kẻ hạ dân hèn kém định ném hai cha con nhà kia, không ngờ lại trúng ngài. Các ngươi làm gì mà tụ tập chặn cổng thành vậy hả? Định gây rối sao? Ngươi là ai? Sao dám khua gươm ở chợ vậy hả? Người đâu? Lôi hắn về xét xử. Ta là cận vệ của công chúa Cẩm Tú từ Đại Quốc đến đây. Ta chính là công chúa Cẩm Tú của Đại Quốc, theo lời mời của nhà vua đến đây cầu thân với tam hoàng tử của đất nước này. Vừa đến cổng thành thì những người này gây rối, không để chúng ta vào. Viên quan này, ngươi nói xem phải xử lý thế nào? Dạ bẩm thần hạ thần. Công chúa Đại Quốc. Công chúa đến mà hạ thần chậm trễ nghênh tiếp, xin thứ tội. Đứng lên đi, đừng dài dòng nữa, mau xử lý chuyện này cho ta còn đến hoàng cung. Dẫn hết đám gây rối này về xét xử cho ta. Dẹp luôn cả xe dương kia nữa. Út à, đừng con, đừng làm như vậy. Tí Hon, lại đây. Xin công chúa hãy tha tội cho đứa con nhỏ dại của tôi. Tôi đã già, xin hãy xử tội tôi và tha cho con bé. Tí Hon, người dũng cảm lắm. Việc tôi làm tôi chịu. Bọn họ đánh phá việc bán dưa của cha con chúng tôi, nên tôi đáp trả lại thôi. Người cứ phạt tôi mà tha cho cha già của tôi. Được, ngài hãy tha cho hai cha con nhà này, nhưng còn lại phải xử phạt thế nào để đại quốc ta thấy hài lòng đó. Lính đâu, gom hết bọn chúng về công đường, phạt 50 roi cho ta. Xe dưa của hai cha con này cũng xung công luôn. Dạ. Ủa, sao chị đánh có chúng tôi mà tha cho hai cha con đó vậy? Phải đó, hai cha con này đúng là xui xẻo mà, ai dính vào cũng ăn quả. Hãy đi khỏi đi đi. Mau thu dọn hàng, mau lên. Chuyện này không có gì nữa, mau. Ta lệnh cho nhà ông phải đi biệt xứ, không được đến đây nữa. Vì các ngươi mà xém chút nữa, chúng ta đắc tội với đại quốc. Nếu bọn họ nổi giận thì ai gánh nổi hậu quả đi hả? Các ngươi còn không đi, ta sẽ trị tội đó. Hoàng tử à, sao giờ này người còn chưa thay áo ra tiếp các đoàn sứ thần mà còn ngồi ở đây? Người bị mệt sao? Ta không muốn ra đó đâu.
Phụ hoàng nói ta lấy ai á thì ta lấy người đó. Không phải bệ hạ cho hoàng tử tự chọn hả? Ở ngoài đó có rất nhiều người xinh đẹp sang trọng quý phái, như là một vườn hoa đủ màu vậy. Cuộc hôn nhân này thật sự chỉ là lấy được người có thế lực mạnh nhất thôi, đâu có phải lấy người ta thích. Cho nên ta đến cho có lệ, chứ đâu có quyết định được gì. Người không có nói vậy được. Là người đích thân tuyển lựa thì mọi người mới tâm phục khẩu phục. Ai? À, người đâu? Có thích khách. À, hoàng tử, khoan đã. Các người mau đuổi theo tam hoàng tử. Chết ta rồi. Mau bẩm báo bệ hạ. Bẩm công chúa, lúc nãy người thích con bé tí hon đó sao? Ai cũng bị phạt mà ta lại tha cho một đứa thì mọi người sẽ ghét đứa đó. Thần chưa hiểu. Trông cô ta tuy nhỏ bé nhưng cũng không phải xấu xí. Về nhan sắc có khi lại là đối thủ của ta đó. Tốt nhất là để cô ta đi khuất mắt ta. Dạ, công chúa thật biết nghĩ sâu xa. Người mặc áo xanh vừa làm rơi thứ gì đó, đem lại đây cho ta. Bẩm công chúa, ngọc bội này không phải tầm thường. Người đó lẽ nào là hoàng tộc? Người âm thầm bám theo, không được ra mặt. Tất cả về báo cáo cho ta. Dạ. Tiểu Luân, ngươi có sao không? Ta mau quay về thôi. Để hắn ở đây vậy sao? Không có vấn đề gì đâu, vết thương nhẹ thôi, có thể cầm chân hắn ở đây vài ngày. Được rồi Tiểu Luân, được rồi. May mà chỉ sượt qua, nhưng mà cũng cần băng bó một chút. Cái chân ta. Bây giờ làm sao về cung được đây? Phía trước có người à. Đi thôi, chúng ta qua đó coi thử, có thể xin tá túc một đêm được không? Sao mình lại nhỏ bé thế này? Tại sao mình chỉ đem toàn rắc rối cho cha mẹ? Lẽ nào mình bị trời phạt thật sao? Ôi da! Hà Điệp tiên nữ, cuối cùng em cũng tìm được chị. Mừng quá. Bạn là ai? Chị không nhớ em hả? Em là Điệp Nhi. Chị từng chăm sóc em trên thiên đình đó. Chị nhớ chưa?
Phải rồi. Khi chị xuống trần thì không còn nhớ gì chuyện trên thiên đình nữa. Không sao, để em kể lại cho chị nhớ. Dạ, xin mời. Hôm nay vui quá. Trong năm chỉ mới có một buổi hội ngộ như vậy. Điệp Nhi, em mau quay về đi. Đây không phải tiền em có thể vào đâu. Em sẽ hóa thành vòng tay của chị, sẽ không ai biết đâu. Ôi chào, em làm khó chị quá đi. Được rồi, phải ở yên trên tay chị đó, biết chưa? Ôi, mùi rượu hoa mai thơm quá. Con bướm này ở đâu ra vậy? Bẩm Ngọc Hoàng tha tội, đây là Điệp Nhi trong giường của hạ thần. Hay cho Hồ Điệp tiên tử, quản thuộc hạ không nghiêm, làm đổ rượu xuống trần gian. Người có biết tội không? Dạ, là lỗi của hạ thần. Thần xin chịu mọi hình phạt. Xin Ngọc Hoàng tha tội, là lỗi của con. Người có biết khi rượu thiên đình đổ xuống trần gian sẽ làm chao đảo thế sự, có thể tạo ra chiến tranh, khiến dân tình lầm than hay không? Bẩm Ngọc Hoàng, rượu đã đổ xuống đại quốc, làm đại quốc hùng mạnh lên sẽ đe dọa các nước láng giềng. Vừa hay, ở nước láng giềng có một cặp vợ chồng đang cầu xin con. Hay chúng ta cho Hồ Điệp tiên tử xuống trần làm con của họ, sau này sẽ giúp đỡ triều đình tránh khỏi loạn binh đao. Cũng được, nhưng ngươi phải hóa thành Tí Hon, bị nhiều khó khăn thử thách, giúp ổn định hòa bình thì mới được trở lại hình dáng cũ. Đội ơn Ngọc Hoàng, hạ thần sẽ giúp sức đền tội. Thưa Ngọc Hoàng, con mới là người phạm luật, xin người cho con đi cùng Hồ Điệp tiên tử ạ. Đương nhiên là ngươi cũng phải chịu tội. Ngươi phải xuống trần gian đi tìm Hồ Điệp tiên tử và giúp nàng ấy vượt qua những thử thách. Mau đi đi. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Ngươi tự bay đi tìm đi, ta sẽ không qua phép cho ngươi tới chỗ tiên nữ đầu thai đâu. Đó là hình phạt của ngươi. Thần tuân chỉ. Vậy là em theo dấu những chú bướm dưới trần gian đến đây tìm chị đó. Thật không thể tin được, nhưng chị nhỏ bé như vậy làm sao có thể giúp đất nước này tránh khỏi đao binh? Đã vậy chị còn có con nữa. Chị có con sao? Đâu em bé đâu rồi? Tội nghiệp cho cậu. Chủ cậu bị thương sao? Ở đâu? Là anh chàng đó. Này anh gì ơi, anh ta xỉu rồi. Mình làm gì đây chị? Điệp Nhi, em ở lại canh chừng, chị đi gọi cha mẹ. Bẩm công chúa. Nói đi. Dạ, công chúa đoán như thần, người mặc áo xanh đó chính là Tam Hoàng tử. Có người truy sát Tam Hoàng tử sao? Bọn thích khách chỉ đuổi đánh hoàng tử bị thương nhẹ rồi bỏ lại trong rừng. Nghe bọn chúng nói chuyện, hình như có người không muốn Tam Hoàng tử đến buổi kén vợ ngày mai. Hay ho thật. Có kẻ muốn làm bé mặt nhà vua, gây xích mích trong các sứ thần, châm ngòi chiến tranh sao? Hay là... Chiến tranh sao thưa công chúa? Không, cũng có thể là hạ uy tín của Tam Hoàng tử, gạt anh ta ra khỏi danh sách thừa kế. Vậy chúng ta còn ở đây làm gì nữa thưa công chúa? Nếu anh ta không thể làm vua thì chúng ta liên minh có ích gì? Với các tiểu quốc thì đúng là vậy, với chúng ta thì không cần. Chỉ cần lấy Tam Hoàng tử, đất nước này sẽ sớm thuộc về đại quốc chúng ta. Thần hiểu rồi, thần sẽ đi tìm hoàng tử về đây ngay. Chưa cần đâu, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, đợi mai sẽ định liệu. Sao lại khóc? Thấy người lạ cháu sợ hiền sao?
ân nhân lẽ nào không cho ta thấy mặt sao? Nàng có phải là cô bé ở Rẫy Dương một năm trước không? Đúng vậy, chính là tôi. Vì hình dạng nhỏ bé khó coi, sợ người nhìn thấy sẽ chê cười. Ta hứa sẽ không cười cợt, xúc phạm nàng. Hãy cho ta nhìn thấy mặt một lần thôi, để nói lời cảm ơn cứu mạng. Chỉ một lần thôi nha. Tôi không phải người bình thường. Nàng thật là xinh đẹp. Tôi... người đã thấy mặt rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Tôi đi đây. Khoan đã, nàng tên là gì? Tôi tên Út. Vậy tôi gọi nàng là nàng Út có được không? Đa tại nàng Út đã cứu ta, ta có thể làm gì để đáp ơn cho nàng đây? Các người bảo vệ kiểu gì vậy hả? Để thích khách vào cung truy sát hoàng tử giữa ban ngày ban mặt. Lại còn biết bao nhiêu khách mời ở đây, lỡ có chuyện gì thì sao? Thần đã không bảo vệ được hoàng tử, xin bệ hạ trị tội. Phụ hoàng, con nghĩ cũng không hẳn là tội của cận vệ đâu. Có thể là trong đám sứ thần, biết đâu có thích khách trà trộn. Cũng có thể như vậy, nhưng ngày mai ta sẽ nói với các nước chư hầu thế nào. Còn công chúa cẩm tú của đại quốc nữa. Bây giờ cha chỉ lo nhất là con trai út của cha không biết như thế nào, có an toàn hay không. Không biết nàng ấy đâu rồi, có phải mình đã mơ không ta? Một cậu bé thật đáng yêu. Sao con muốn ra ngoài? Vì hôm nay ở chợ không ai buôn bán gì cả. Đúng vậy, ai cũng lo kháo nhau vì việc tam hoàng tử đã mất tích. Không phải mới mấy hôm trước nhà vua mở hội tuyển vợ cho tam hoàng tử sao? Vậy mà hôm nay tam hoàng tử biến mất, mọi người đồn đại nhiều lắm. Thì ra hoàng tử chạy trốn khỏi cung điện. Ngài hãy giải thích về chuyện này đi chứ. Ngài là tam hoàng tử sao? Nghìn đón tam hoàng tử. Xin lỗi vì chúng tôi không biết nên đã thất lễ. Đây không phải là hoàng cung, không cần đa lễ. Mọi người cứ đứng lên đi, để con được tự nhiên. Mời cha mẹ, mời hoàng tử uống nước. Như vậy là hoàng tử đã bị truy sát nên mới bị thương, chứ không phải trốn việc tuyển vợ hay sao? Thực ra trong lòng con cũng không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy. Sao lại không? Các công chúa chắc hẳn phải xinh đẹp giỏi giang lắm. Chẳng lẽ họ chưa xứng với ngài sao? Ai cũng nghĩ hoàng tử lấy công chúa thì xứng đôi, nhưng mà thật ra đó cũng chỉ là cuộc trao đổi đất đai và giao ước giữa các nước với nhau. Còn tôi chỉ mơ ước có một gia đình bình thường, vợ chồng yêu thương nhau, chăm sóc con cái, có được đứa con đáng yêu như dưa hấu đây nè. Có vẻ hoàng tử đã khỏe lại rồi, thật là tốt quá. Vậy bà mau bế dưa hấu cho hoàng tử trở về cung đi. Chàng ấy đã khỏe lại rồi, không thể ở đây mãi được. Nhưng mà con... Công chúa của Liễu quốc xin bái kiến. Công chúa của Sa Thủy quốc xin bái kiến. Công chúa của Thi Pha quốc xin bái kiến. Xin bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Mời các công chúa bình thân. Thưa bệ hạ, chúng thần đại diện quốc gia đến đây, trước là để tham quan quý quốc, sau là theo lời mời của bệ hạ đến cầu thân cùng tam hoàng tử của quý quốc. Đúng vậy thưa bệ hạ, chúng thần thân gái vượt đường xa đến đây cầu thân, nhưng từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy tam hoàng tử đâu. Các công chúa hãy khoan bất bình. Tam hoàng tử, ta rất tiếc phải thông báo là tam hoàng tử đã mất tích từ hôm qua.
hay là cố ý tránh mặt chúng tôi? Vậy là các ngài kêu chúng tôi đến đây là trò đùa thôi sao? Chúng tôi tuy từ những tiểu quốc nhỏ bé, nhưng cũng là cành vàng lá ngọc, không thể chịu mất mặt như vậy. Thưa các công chúa, chúng tôi không hề có ý xúc phạm các nàng, nhưng mà hoàng đệ của chúng tôi, nhất định chúng ta sẽ tìm được đệ ấy về và cho các nàng một câu trả lời vừa ý. Quý quốc nói như vậy là bao lâu? Chẳng lẽ tam hoàng tử mất tích nửa năm, chúng tôi phải ở đây nửa năm? Tam hoàng tử mất tích vài năm, chúng tôi phải ở đây vài năm sao? Tâu bệ hạ, đây có phải là hành động gây chiến hay không? Tâu phụ hoàng, hai người ban lệnh truy bắt tam đệ và trị tội, để các công nương đây hài lòng. Đó là hoàng đệ của con mà, con nói như vậy mà nghe được sao? Với lại nó bị bắt đi, chứ có lỗi gì đâu. Bẩm phụ hoàng, bọn họ không tin chúng ta. Thôi thì ta cứ giả vờ sẽ trị tội tam đệ như vậy, để cho họ bớt giận. Khi nào tìm được đệ ấy rồi hẳn tính. Tâu bệ hạ, xin quý quốc cho chúng tôi câu trả lời trong thời hạn. Đúng vậy, chúng tôi còn phải trở về phục mệnh cố hương nữa. Thần tin là tam hoàng tử đã gặp rắc rối. Công chúa Cẩm Tú là con gái út được cưng nhất của nhà vua Đại Quốc đó. Nghe nói cô ta không những tinh thông cầm kỳ thi họa mà văn võ cũng vào hàng thần đồng của Đại Quốc, có thể múa kiếm, bắn cung, cái nào cũng giỏi cả. Người như cô ta chỉ cần ngỏ lời là hoàng tử Dương Tôn xếp hàng. Sao phải tới đây vậy? Công chúa Cẩm Tú của Đại Quốc xin ra mắt bệ hạ. Công chúa Cẩm Tú miễn lễ. Nàng vừa nói vậy là sao? Tâu bệ hạ, hôm qua thấy một bọn người áo đen xông ra khỏi cung. Thần đã cho người theo dõi và lượm được cái này. Đây đúng là ngọc bội của tam hoàng tử. Công chúa Đại Quốc đã nhặt được vật này, sao còn không cứu người? Đúng đó, hay cô chính là người bắt cóc? Cô đừng có nói hoàng xiên trên đại điện, không có phép tắc gì cả. Xin Cẩm Tú công chúa thứ lỗi. Ta không đôi co với kẻ nông cạn, nên nhớ, đây vẫn là một cuộc hôn nhân, và tam hoàng tử có tự do lựa chọn. Còn nếu ta có quyền điều khiển, thì ta đã không để quá nhiều cô gái đến đây rồi. Tâu bệ hạ, tha lỗi cho chúng thần. Thần tin vật này thuộc về người có xuất thân cao quý, nhưng vì là khách của quý quốc nên không dám tự tiện hành động. Công chúa nói phải. Vậy vật này công chúa nhặt được ở đâu? Xin dẫn đường để chúng tôi tìm tam hoàng tử. Tâu bệ hạ, chúng thần xin cử người cùng đi tìm tam hoàng tử cùng quý quốc luôn ạ. Thưa phụ hoàng, con thấy để cảm ơn các công chúa đây. Ai tìm được tam hoàng tử thì tam đệ sẽ lấy người đó. Chuyện này... Thôi được, ta hứa công chúa nào tìm được tam hoàng tử trước thì ta sẽ tác hợp cho người ấy. Tạ ơn bệ hạ. Chị ơi, có cần phải làm vậy không? Nguy hiểm lắm. Em đừng lo, chị làm suốt ấy mà. Ôi chị ơi, em đỡ được chị rồi. Chị ơi, em không đỡ nổi nữa. Dân giả, để tặng hoàng tử thôi. Ta thấy rất cảm động vì biết nàng cũng quan tâm tới ta. Hoàng tử thì phải bảo vệ đất nước. Bác nói phải, con không thể ở đây trốn tránh trách nhiệm lấy vợ của mình. À, đau. Hoàng tử, người có sao không? Có lẽ là vết thương của con chưa lành hẳn. Xin hai bác hãy niệm tình, cho con ở lại hết đêm nay. Ngày mai con sẽ lên đường. Thưa cha mẹ, thôi thì để hoàng tử ở lại thêm một ngày nữa đi ạ. Ngày mai rồi hẳn lên đường. Đợi. Cứ bình tĩnh, nhìn kỹ hẳn động thủ. Có thể là tam hoàng tử. Cũng có thể là bọn người tiểu quốc muốn lợi dụng cơ hội để hành thích. Công chúa Cẩm Tú xin đừng động thủ. Chúng tôi muốn bàn bạc một chuyện. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử có gì chỉ giáo? Trước nay đã nghe đồn công chúa Cẩm Tú của Đại Quốc xinh đẹp, tài trí hơn người. Quả thật không sai. Nhị hoàng tử quá khen. Cẩm Tú công chúa liệu có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Tôi tin là chúng ta có thể hợp tác cùng có lợi. Hợp tác? Như thế nào?
Công chúa đã biết hiện nay trong khu vực chỉ có hai nước chúng ta là mạnh nhất. Nếu chúng tôi có được liên minh với các tiểu quốc thì đại quốc các người sẽ mệt mỏi đó. Vậy hai vị hoàng tử muốn thế nào? Chúng tôi đương nhiên muốn tác hợp cuộc hôn nhân này cho nàng rồi. Chúng tôi cũng được biết nàng rất mến tam đệ của chúng tôi, nên chúng tôi đề nghị được giúp nàng trở thành em dâu của chúng tôi. Đa tạ hai vị hoàng huynh, nhưng điều kiện của hai vị là gì? Điều kiện rất đơn giản. Khi nàng lấy được tam đệ, nàng cắt một nửa đất của đại quốc làm quà hồi môn cho chúng tôi. Được, ta đồng ý. Nàng cũng không ngủ được sao? Sáng mai người phải đi rồi, không biết có bao giờ gặp lại hay không. Dù mới biết nhau không lâu, nhưng ta cảm thấy quen nàng từ rất nhiều năm trước. Một cảm giác rất thân quen. Nếu phải rời xa nàng, ta thực sự rất nhớ. Tôi cũng vậy. Nếu phải xa hoàng tử, chắc tôi sẽ rất nhớ. Nếu nàng cũng yêu mến ta, ta sẽ xin cha mẹ nàng và phụ hoàng để lấy nàng làm vợ. Được đâu, tôi có con rồi. Tôi lại chẳng phải là công chúa, không thể giúp hoàng tử gì trị nước hay giữ hòa bình. Hoàng tử nên quên chuyện này đi thì hơn. Ta yêu quý dưa hấu như con mình vậy. Dù chỉ mới gặp, nhưng mẹ con nàng đã làm ta thấy hạnh phúc như đã gặp và bên nhau từ lâu lắm rồi. Cả đời này ta chẳng thể yêu ai khác ngoài nàng. Kì chị, cha con nhận nhau, gia đình đoàn tụ thì không nên ngần ngại làm gì nữa. Sao có thể như vậy được? Chị và tam hoàng tử đã ăn chung quả dưa hấu và có con với nhau mà không hề hay biết. Ta đã giải thích chuyện này cho tam hoàng tử rồi. Hai người đã được sắp đặt nhân duyên từ trước. Dưa hấu chính là con của tam hoàng tử. Sao có thể vậy được? Chứ vì chị là tiên nữ mà, mối luân duyên này trời đã định nên mới có sự kỳ diệu như vậy xảy ra. Hoàng tử và dưa hấu là cha con. Thật lòng từ năm ngoái, sau khi ăn dưa ở đây, con về cung mà trong lòng cứ dương vấn khôn nguôi. Đến hôm qua khi được nàng và hai bác đây cứu giúp, nhìn thấy nàng và dưa hấu, con cảm thấy yêu mến lạ thường. Mọi buồn phiền một năm qua của con đều được gỡ bỏ. Con sẽ không lấy ai khác ngoài nàng Út. Ta tin đây là con của ta. Đây thực sự là điều kỳ diệu. Ta tin vào định mệnh. Xin nàng hãy chấp nhận làm vợ ta, để chúng ta cùng nhau chăm sóc dưa hấu và thực hiện sứ mệnh của ta và nàng. Hoàng tử, lỡ như đức vua không đồng ý hoặc các nước khác mất lòng thì phải làm sao? Con sẽ bằng mọi cách bảo vệ mẹ con nàng Út. Cha con tuy là người nghiêm khắc nhưng hiểu lý lẽ. Vua cha không muốn con là người bất nghĩa bỏ rơi vợ con đâu. Chuyện này thật là kỳ lạ quá. Nếu hoàng tử đã nói như vậy thì ý của con thế nào hả? Ta thấy hoàng tử cũng thật lòng với con và dưa hấu. Cha mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc. Nên nếu như con cũng có cảm tình với hoàng tử thì cha mẹ sẽ đồng ý. Nhưng mà nếu các công nương kia mà biết được về mẹ con chị rồi không tha cho chị thì sao? Lỡ đến lúc đó nhà vua tức giận đuổi hoàng tử về làm thứ dân, đẩy hai người đi xa thì sao? Chị... Thưa cha mẹ, thực lòng con yêu quý hoàng tử, con không đành nhìn chàng chịu khổ một mình. Con sẽ đi với chàng. Cảm ơn nàng. Hãy tin ta, ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng bằng mọi giá. Cha mẹ chỉ mong hai con sống tốt, hòa thuận với nhau là được rồi. Đừng lo cho cha mẹ. Xin tạ ơn cha mẹ đã cứu con và chăm sóc cho mẹ con nàng Út. Khi mọi chuyện xong xuôi, con hứa sẽ đón cha mẹ vào cung để phụng dưỡng. Trong cung nhiều phép tắc, con phải cố gắng thích nghi. Nhưng nếu không được thì cứ về với cha mẹ nghe con. Dạ. Yeah.
Nàng đang lo lắng chuyện các công chúa sao? Ta nhất định không phụ nàng mà lấy họ đâu. Không phải, nếu như hòa bình của đất nước, em sẽ về quê để chặn lấy người khác. Em chỉ sợ vì mẹ con em mà đức vua trách phạt chàng. Nàng yên tâm, ta yêu cả hai mẹ con, ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cả hai. Nếu như cha có phạt thì chúng ta về làm thường dân như cha mẹ nàng, cùng nuôi dạy dưa hấu có được không? Tam hoàng tử, người đây rồi. Cần gì, ngươi đi tìm ta đó sao? Đúng vậy, nhà vua rất lo cho người. Người có sao không vậy? Tam đệ, đệ đây rồi. Hoàng huynh, các huynh cũng đi tìm đệ. Hay là đi tìm vợ và con về cung. Bẩm bệ hạ, nếu ngài không có câu trả lời thích đáng, làm hài lòng chúng tôi, thì xin nói chuyện cùng ngài trên chiến trường. Tam hoàng tử, con nói sao vậy? Ở đâu mà lại có đứa bé và cô gái kỳ lạ như vậy? Tự nhận là vợ con của con chứ. Tâu bệ hạ, một năm trước con đã tới vườn dưa của nhà nàng Út và có con với cô ấy. Hôm trước khi bị thích khách truy sát, con được nàng Út cứu sống mới biết được sự tình. Nay xin cha cho con được kết hôn với nàng, cho cha con nhận nhau, gia đình đoàn viên. Con... Bẩm bệ hạ lượng thứ, tự nhiên đứa bé khóc, chắc nó đói. Đứa bé này thật giống Tam hoàng tử. Vậy ra đây là buổi gặp gỡ gia đình đoàn tụ sao? Đại hội nhận gia quyến sao? Đủ rồi, chúng ta không cần đứng đây dư thừa nữa. Tâu bệ hạ, chúng thần không phục và cũng không muốn nghe thêm lời giải thích nữa. Xin mời gặp lại trên chiến trường. Tâu bệ hạ, không chỉ có con với con, nàng Út còn cứu con khi bị thương trong rừng. Vậy xin phụ hoàng hãy thực hiện lời hứa cho con được lấy ân nhân của mình. Bẩm phụ hoàng, không thể được. Người chỉ hứa ban hôn cho công chúa nào cứu được tam đệ, chứ không hứa cho bất cứ cô gái nào cứu được tam đệ. Đúng vậy thưa phụ hoàng, vợ của hoàng tử dù gì cũng là con dâu hoàng gia, sao có thể bé xíu như vậy được. Tâu bệ hạ, theo như thần thấy, tình hình quý quốc đang hết sức bất lợi. Việc cô vợ từ trên trời rơi xuống này đã chọc giận các tiểu quốc, và họ sẽ liên minh đánh quý quốc trong nay mai. Đúng vậy thưa cha, theo con thì chúng ta chỉ có thể liên minh với đại quốc thì mới dẹp yên các tiểu quốc được ạ. Tâu bệ hạ, thần vốn ái mộ tam hoàng tử từ lâu, nên thần có thể bỏ qua việc hôm nay. Chỉ cần thần trở thành vợ duy nhất của tam hoàng tử thì đại quốc cam đoan sẽ thắt chặt giao hảo với quý quốc mãi mãi. Xin đa tạ ý tốt của công chúa, nhưng tôi xin chỉ lấy nàng Út mà thôi. Ngươi! Xin bệ hạ hãy suy nghĩ về đề nghị của thần. Thần xin cáo lui. Thưa phụ hoàng, nếu tam đệ đã khăng khăng lấy cô gái này thì cô ta phải chứng tỏ cho chúng ta thấy là cô ta xứng đáng. Các ngươi đã hứa với ta thế nào? Giờ giải quyết chuyện này sao đây? Công chúa bớt giận, chúng tôi đã đấu tranh tới cùng cho nàng, chúng tôi chỉ ủng hộ nàng làm em dâu. Chúng tôi đã nói với vua cha mở cuộc thi tài của vợ các hoàng tử, nếu như chiến thắng thì cô ta mới được công nhận. Cuộc thi à? Đúng rồi, đúng rồi. Dưa hấu, dưa hấu ngoan, ngủ đi nào. Dưa hấu chịu ngủ rồi sao chàng? Ta không ngờ chăm con nhỏ lại mệt vậy. Sao chàng không để em ru con ngủ? Nàng đã cực khổ bấy lâu nay rồi, hãy để ta tập làm cha, sau này còn giúp đỡ nàng. Cảm ơn chàng. Mấy món ăn trong này có giúp gì cho nàng không? Không, những món này quá phức tạp và xa lạ với em. Nhưng cha chàng là vua,
hẳn đã ăn tất cả những món ngon vật lạ trên đời. Em không biết nên nấu gì để dự thi nữa. Tự nhiên bày trò thi thố làm gì không biết. Rõ ràng là để bắt nạt chị mà. Xin lỗi nàng, vì ta mà nàng phải chịu ức hiếp như vậy. Không sao đâu, chúng ta cùng nhau cố gắng là em hạnh phúc rồi. Nàng biết không, những món ăn cầu kỳ tuy ta đã từng ăn, nhưng mà vẫn không bằng những món mà mẹ nàng đã mời ta. Thật sao? Em có ý này. Hay là mình thử... Đây là tất cả những món ăn hàng đầu mà chàng tìm được sao? Ta thấy có nhiều món ngon mà. Ngon cái gì mà ngon? Tìm thêm đầu bếp về đây, thiếp sẽ thù mất thôi. Ai cho chàng xin mở cuộc thi ngu ngốc này vậy hả? Ây da! Nè, sao rồi? Người đâu? Vi cá đâu? Hải sâm đâu? Trứng cá tầm đâu? Những nguyên liệu tầm thường này mà cũng đem cho ta nấu à? Các ngươi muốn ta thua cuộc đúng không? Ta bảo người đi thăm dò Tam hoàng tử. Thế nào rồi? Bẩm nhị hoàng tử, bên đó chỉ thấy đem vào bếp rất nhiều dưa hấu, cũng không biết là làm món gì nữa. Hóa ra cũng đâu có gì đặc biệt, mấy cái món quê mà. Trời ơi, hoàng tử của tôi, đức tài của ngài mất. Đưa tôi làm cho. Ây da, đức tài của tôi rồi. Đau quá. Được rồi, để ta làm cho. Đây đâu chỉ là việc nấu ăn, còn là việc ta giúp vợ ta, và ý nghĩa hơn nữa đó. Thêm một chút tình thương mến, chút ngọt ngào tình nghĩa gia đình. Mời công chúa Cẩm Tú làm giám khảo cuộc thi này cùng với ta, để kết quả cuộc thi được thuyết phục. Thần rất hân hạnh. Mời công chúa Cẩm Tú làm giám khảo cuộc thi này cùng với ta, để kết quả cuộc thi được thuyết phục. Thần rất hân hạnh. Cuộc thi tài xin được bắt đầu. Xin mời dân món ăn. Thưa phụ hoàng, đây là món nem công chả phụng do vợ của con học từ đầu bếp trứ danh nhất cả nước làm ra. Mặn quá. Thưa phụ hoàng, vợ con vốn là người thích nấu ăn, xin cũng được trổ tài món canh chi cá hải sâm rong biển bổ dưỡng thanh mát. Được hơn đó, nhưng còn hơi nhạt. Thần thấy cũng ngon thưa bệ hạ. Tam hoàng tử, đây là món gì mà trông lạ quá vậy? Dạ, mời phụ hoàng ăn thử rồi con mới nói. Thanh mát, đủ vị, rất ngon. Cũng được thôi. Dám hỏi Tam hoàng tử, đây là món gì? Bẩm phụ hoàng và mọi người, đây là gỏi từ vỏ dưa hấu, rất thanh mát và lạ miệng. Để dám cho mọi người ăn vỏ dưa hả? Thật quá quắc mà. Hoàng huynh, cha đâu có nói là đồ ăn phải làm từ nguyên liệu gì. Đúng đúng, ta chỉ nói các con nấu một món ngon cho ta. Món gỏi của nàng Út tuy dân dã,
nhưng có hương vị của quê hương, rất ngon. Ta tuyên bố nàng Út và Tam Hoàng Tử thắng phần thi đầu tiên. Cũng thường thôi. Công chúa không ăn nữa thì đưa cho thần. Thần ăn chưa có đã. Ta đã quá xem thường con bé đó. Công chúa à, nhưng nó sẽ thua ở vòng 2 thôi. May áo bào cho nhà vua mà không được đo thì khác gì bó tay chịu trói. Ta vẫn không yên tâm. Con bé đó nhỏ như vậy có thể lẻn đi đo nhà vua. Người mau đưa chim ưng đi thăm dò và phá con bé đó cho ta. Đừng để nó dâng được áo lên đó. Tài huynh hết đó. Hết chuyện thi thố rồi hay sao mà lôi chuyện mấy lông bào ra đây làm chi? Vợ đệ làm sao mà mấy được? Vợ đệ cũng thi nấu ăn rồi đó thôi. Vợ ta cũng phải được trổ tài khâu giá chứ. Ai mà ngờ được cha không cho chúng ta đo thì lấy gì mà may đây? Đức vua giá lâm. Bái kiến phụ hoàng. Miễn lễ, con mời ta ra đây hóng mát, có chuyện chi đây? Dạ, con mới mua được trà ngon nên mời cha và nhị đệ tới cùng thưởng thức. Bái kiến phụ hoàng. Hoàng Nhi, con có sao không? Dạ, phụ hoàng tha tội, con bị dấp ạ. Thì ra là vậy. Các con mời ta ra đây để tìm cách lấy số đo từ ta về cho vợ các con mai lông bào, có đúng không? Các con lớn rồi mà còn bày trò gian lận. Ai? Ai đã bày ra trò này? Lát nữa ngươi hãy đi giải quyết con bướm đó cho ta. Đây là rộng dài, đây là chiều dài, đây là cổ. À! Cái gì vậy? Cứu với, cứu với. Chim ưng nó đâu rồi? Cậu đuổi nó đi rồi sao? Ôi, mừng quá. Xém chút nữa thì chết rồi. Em cố công lấy số đo của nhà vua cho chị mà hỏng hết rồi. Thôi, em đừng buồn nữa. Đây là luật của cuộc thi nên mình cần nghiêm túc chấp hành. Ngày trước chị may đồ cho cha mẹ chị, chị cũng đâu có đo, cứ án chừng mà cũng chính xác đó. Thật hả chị? Chị giỏi quá. Phép thuật của em có hạn, chỉ có thể giúp chị một chút vậy thôi. Thì cỡ này nè, nàng trừ đi ít nhiều thì được mà. Thiếp biết rồi, thiếp sẽ may rộng một chút để cha thoải mái. Nhanh nhanh tay lên, thêu rộng chứ không phải thêu dung đâu. Tháo ra thêu lại. Ta nhớ là ta đo từ cổ tới chân là... Thiếp chỉ cần chàng ước chừng là có thể may được hoàn chỉnh. Chàng nói nhiều quá, thiếp biết rồi, may đồ là sở trường của thiếp mà. Cảm ơn các con và công sức các con đã may áo lông bào cho ta. Nhưng áo của đại hoàng tử quá chật. Vậy mà nói là sở trường không cần số đo, chỉ cần ước lượng. Áo của nhị hoàng tử
thì lại quá rộng. Chỉ có áo bào của tam hoàng tử và nàng Út là vừa đẹp, rất hợp ý ta. Đường Mai cũng rất khéo và kỹ lưỡng, tốt lắm. Qua hai cuộc thi vừa qua, nàng Út đều thắng cả. Hơn nữa, nàng Út cũng đã tỏ rõ bản lĩnh của mình. Ta rất hài lòng khi có người con dâu này. Tâu Phụ Hoàng, người đừng quên về các tiểu quốc sắp tiến đánh chúng ta. Tâu Phụ Dương, tuy là nàng Út kia có tài nấu nướng mấy giá hơn người, nhưng mà vợ của tam hoàng tử là thân phận như thế nào, ít nhất cũng phải có vẻ ngoài dễ coi, cho xứng với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ chứ ạ. Vậy còn muốn thế nào? Xin Phụ Hoàng cho thi thố sắc đẹp, để cho mọi người thiên hạ đều được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các nàng. Như vậy thì mới tâm phục khẩu phục được ạ. Bẩm bệ hạ, thần cho ý kiến của nhị hoàng tử rất phải. Phụ nữ phải có công, dung, ngôn, hạnh. Này nàng Út đã tỏ rõ tài khéo léo rồi. Nếu nàng ta có thể chinh phục được dung mạo và lời nói, thì thần đây có thua cũng xin tâm phục khẩu phục. Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà. Hoàng tử, chàng đã về. Nàng Út hát hay quá, tôi suýt thì ngủ quên mất. Sao chàng có vẻ không vui? Dư Hấu ngủ rồi sao? Ngủ rồi. Hôm nay con rất ngoan, ăn đúng giờ, ngủ cũng rất ngoan. Nè, em mới làm cái này để lăn lên vai rất là thoải mái, đúng không? Chàng thấy sao? Cảm ơn nàng, thoải mái lắm. Nàng không cần phải làm vậy đâu. Từ khi về với ta, nàng đã chịu nhiều vất vả. Ta thấy có lỗi với nàng quá. Chàng đừng nói vậy. Chúng ta đồng lòng mà. Em muốn là một người vợ chu đáo, bù lại cho chàng những thiệt thòi phải chịu khi lấy một người vợ như em. Không, nàng là người vợ tốt nhất của ta. Thời gian qua ta rất khâm phục nàng. Dù có khó khăn cũng vẫn lạc quan không lùi bước. Có nàng và Dư Hấu ở bên, ta thấy được động viên và được bình yên hẳn. Vậy bây giờ cho em biết có chuyện gì được chưa? Nghe cận vệ báo là áo bào của chúng ta đã thắng rồi mà. Sao chàng lại buồn? Hai hoàng huynh của ta đòi phải thi sắc đẹp nữa. Phụ hoàng đứng trước áp lực của Cẩm Tú và triều thần cũng phải đồng ý rồi. Ta không muốn nàng bị đem đi trêu ghẹo nên buồn bực trong lòng. Thật là bắt nạt người ta quá mà. Nếu chỉ còn là hồ điệp tiên tử trên thiên đình thì chẳng có sắc đẹp nào trên thế gian này bị kịp đâu. Thật sao? Đa tạ Cẩm Tú công chúa đã gây áp lực với phụ hoàng để nói giúp cho chúng tôi. Công chúa yên tâm, chúng tôi nhất định chỉ nhận nàng làm em dâu. Chúng tôi tự tin cuộc thi sắc đẹp ngày mai không thể nào thua con bé đó được đâu. Chúng tôi hết sức giúp nàng, mong nàng hãy nhớ lời hứa với chúng tôi. Vậy thì chúng ta hãy ký giao kèo đi. Giấy trắng mực đen vẫn hơn. Sao hả? Không dám ký với ta sao? Các huynh tin ta sẽ không làm trái với lời hứa của chúng ta thật sao? Được rồi, chúng tôi sẽ ký. Nhưng mà nàng phải giữ bí mật giao ước này đó. Đương nhiên. Hẹn đại tỷ ngày mai nha. Nhớ đem hết trang sức ra nha tỷ. Muội cứ yên tâm, ta sẽ không phụ lòng muội đâu. Công chúa, người thật sự sẽ cắt nửa đại quốc do bọn tham lam bất tài đó sao? Ta đâu phải đồ ngốc. Tờ giao ước này là bằng chứng phản nghịch của bọn chúng, sẽ giúp ta loại bỏ bọn chúng sau khi kết hôn với tam hoàng tử. Vậy là chỉ còn chúng ta thống trị cả hai nước. Công chúa anh minh. Nhưng ta có linh cảm không hay vào ngày mai. Ngươi mau đi bắt cóc nàng Út đem về đây cho ta. Sau đó bí mật trở về đại quốc, xin đem quân tấn công đến đây. Ngoại công nội kích, chúng ta thắng như trở bàn tay. Công chúa, thần chưa hiểu. Chỉ là để đề phòng thôi. Ngươi âm thầm dẫn binh đến mai phục, đợi tin của ta. Thần tuân chỉ.
Nàng lại lo chuyện ngày mai sao? Dạ, em lo lắng lắm. Mà dù em thắng hay thua thì công chúa Cẩm Tú cũng sẽ kiếm cớ đánh vào nước ta. Tất cả sẽ là lỗi ở em. Sứ mệnh của chúng ta thật lớn lao. Em thấy quá sức của em và chàng. Hay là chàng chấp nhận? Ta chỉ chấp nhận làm chồng của nàng, làm cha của Dư Hấu và bảo vệ đất nước này. Ngoài ra, ta không chấp nhận khuất phục những kẻ xấu xa ngoài kia. Chúng ta là người đứng về lẽ phải, nhất định chúng ta sẽ thắng. Nếu vậy, mẹ con em quyết đi cùng chàng. Để ta dỗ con cho. Dư Hấu của cha, sao lại khóc rồi con? Cầu xin trời đất hiển linh, xin cho con biết ngày mai con phải làm thế nào đây. Cứu với hoàng tử, cứu em. Tôi thấy rồi, chính là con chim ưng hôm trước đã tấn công tôi. Trời ơi, nàng Út bị bắt đi rồi. Hả? Không hay rồi hoàng tử ơi. Con chim ưng đó hình như là của Cẩm Tú công chúa. Bẩm công chúa, mọi việc đã xong. Đừng trách ta, trên đời này chỉ có Tam hoàng tử mới xứng với Cẩm Tú ta. Cũng chỉ có ta mới đem lại hòa bình thịnh vượng cho hai nước mà thôi. Người hãy lui đi, cứ theo kế hoạch mà làm. Người canh chừng chiếc hộp này. Bất cứ ai ngoài ta lại gần hoặc chui ra từ chiếc hộp đều tùy ý hạ sát. Thật hân hạnh được hoàng tử mời. Đương nhiên là ta đồng ý. Sắp đến giờ cuộc thi sắc đẹp diễn ra, sao hoàng tử lại có thời gian rảnh rỗi đến gặp ta vậy? Trước là ta muốn đến hỏi thăm công chúa, vì từ khi nàng đến... Có trộm, có trộm. Trong phòng công chúa có trộm. Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Ta sẵn sàng ra trận để bảo vệ quốc gia, và ta cũng phải bảo vệ gia đình bé nhỏ của ta. Thật tiếc, ta và chàng đều là hai người tài hoa và yêu nước. Ta rất mến mộ chàng. Nếu chúng ta kết hợp với nhau thì hai nước sẽ mạnh chưa từng thấy. Ta không tham vọng như nàng. Ta nghĩ nàng có những kế hoạch lớn hơn ngoài việc đi cầu thân với ta. Nếu chàng nghĩ vậy, chúng ta không còn gì để nói. Gặp nhau trên đại điện. Không biết bọn họ đã cứu được nàng Út chưa? Trời đất ơi, đẹp quá, trời đẹp luôn. Cô kìa, cô kìa. Trời ơi, trời quá, trời chiếc. Sao vậy, sao vậy? Có gì vậy? Ôi, trong đời luôn đó nghe. Cô kìa, cô kìa. Thôi đi tiến tử. Nàng U. Người dám buông sát vợ ta thì sao? Thưa bệ hạ, con là nàng Út, đã được trời thương ban cho hình hài như trước. Xin ra mắt bệ hạ và mọi người. Ta miễn lễ, tạ ơn trời đất đã ban cho ta người con dâu Út vừa khéo léo nữ công. Cẩn thận! Sao mà tiếng đàn kia hay dữ vậy nè?
Trời, tôi nhớ nhà quá, nhớ cha nhớ mẹ quá. Tại sao lại đi sống ngược trước khác? Tôi muốn về nhà. Là lỗi của ta. Ta đã sai rồi. Ta không nên ép buộc mọi người để thực hiện mộng bá chủ, gây thù hận lẫn chiến tranh. Ta nhớ cha ta quá. Công chúa Cẩm Tú, ta biết cô cũng chỉ vì quốc gia của mình. Ta không trách tội cô đâu. Cô biết lỗi rồi thì hãy cho lui binh, vì hòa bình ấm no của dân chúng cả hai nước. Tạ ơn bệ hạ tha thứ cho những hành động cao ngạo của thần. Thời gian qua được quý quốc đãi ngộ rất... Cái gì? Cô nói dối, làm gì có chuyện đó. Tâu bệ hạ, thần có bằng chứng cho thấy lời của công chúa Cẩm Tú là đúng. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, các con giải thích sao đây hả? Dạ, dạ xin phụ hoàng tha cho chúng con. Chúng con lỡ dại tham lam. Chúng con lỡ dại tham lam thưa phụ hoàng. Các con, đây là làm phản, âm mưu hại ta, ép em trai của các con đó. Dạ, chúng con biết tội. Thưa phụ hoàng, xin cha tha thứ cho hai hoàng huynh. Con tin là họ chỉ nhất thời nghĩ không thông. Dù gì cũng là người trong nhà, xin cha hãy nể tình hai anh em trước nay cũng hiếu thảo mà nương tay. Cũng nhờ những lúc hoạn nạn, con mới tìm thấy được định mệnh của đời mình, gặp gỡ và nên duyên cùng nàng Út, trải qua muôn vàn thử thách mới có được sự yên bình, hạnh phúc như hôm nay. Được rồi, ta tuyên bố nàng Út vừa có tài, vừa có đức, không quản gian khổ và thử thách, chứng tỏ mình xứng đáng với Tam Hoàng Tử. Ta phong cho Tam Hoàng Tử làm thái tử, sẽ là người kế vị ta, còn nàng Út làm thái tử phi. Còn đối với Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử, ta phế làm thứ dân, đi khỏi kinh thành, không bao giờ được tham gia triều chính nữa. Tạ ơn phụ hoàng. Tạ ơn bệ hạ. Thế là quân giặc của các nước chư hầu rút binh, các anh trai của hoàng tử phải rời khỏi kinh thành, còn gia đình hoàng tử và nàng Út sống hạnh phúc bên nhau, hưởng cảnh thái bình cùng đất nước. Ngày xưa, ở xứ Giao Châu, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú tên là Mai Yến. Chàng thông minh khéo léo, đặc biệt gieo trồng là cây tươi tốt, đơm hoa kết trái. Chàng hiếu thảo với mẹ già và được lòng các em nhỏ. Năm nay, Mai Yến lại trúng mùa rồi. Bác quá khen rồi. Mai Yến quả là mát tay, trồng cây gì á, sai quả cây ấy. Dạ thưa bệ hạ, trời nắng quá, chúng ta nghỉ một lát được không ạ? Chúng ta sắp đến nơi chưa? Tâu bệ hạ, sắp đến làng Hoa rồi. Tối nay nghỉ ở đó một đêm, ngày mai xem hỏi làng ạ. Dạ thưa bệ hạ, sao người không cho tùy tùng theo hầu hạ, mà di hành như thế này, lỡ gặp chuyện gì? Bệ hạ ơi, cô gia. Cứu ta chơi. Có ai làm sao không?
Trời ơi, con ngựa từ đâu phóng ra làm tôi trở tay không kịp. Ông ấy bất tỉnh rồi, chắc bị hoảng loạn quá. Để tôi đưa ông ấy về nhà chữa trị. Ta đang ở đâu? Ông đã tỉnh lại rồi. Ông đang ở nhà mẹ con cháu. Anh đã cứu ta. Dạ, cháu không dám. Cảm tạ chàng trai trẻ nghĩa khí đã cứu giúp người xa lạ. Ta có thể làm gì để đền ơn cậu đây? Ông đừng khách khí. Cháu làm việc tốt, đâu phải để báo ơn. Ông đừng nghĩ nhiều. Nhà có một ít cháu, ông dùng tạm cho lại sức. Còn tôi nói phải đó. Xin mời ông ăn chút cháo cho ấm. Hình như ông không phải là người ở đây. Đúng vậy, ta ở kinh thành, đến xem hội ở làng này. Vậy ngày mai để cháu đưa ông đến tham dự lễ hội. Còn giờ mời ông ăn ít trái cây nhà trồng. Những loại quả này thật to, ta đã từng ăn qua, nhưng không ở đâu lại ngon như thế này. Cậu nói là cậu tự trồng những thứ này sao? Đúng vậy, không giấu gì ông, nhà tôi chẳng may mất sớm. Một mình con tôi phải xoay sở đồng án, trồng trọt thêm trái cây. Được cái là nó siêng năng, nên trời thương, cho cây trái được mùa lắm. Tối còn tranh thủ dạy cho mấy đứa nhỏ trong làng nữa. Cậu quá là người con có tài và có hiếu, còn có lòng thương người nữa. Ông quá khen rồi, cháu thích trồng trọt và tìm tòi cái mới. Cháu dạy học cho các em nhỏ để truyền lại những gì đã học cho mọi người thôi ạ. Ta có một nguyện vọng như thế này, xin mẹ con bà chấp nhận. Mời ông cứ nói. Ta đây không có con trai, chỉ có một đứa con gái. Hay là bà cho phép ta mở lời hỏi con trai bà làm rể cho nhà ta? Sau khi thuyết phục Mai Yến làm con rể không được, thế hay là cháu có bằng lòng nhận ta làm cha nuôi không? Bà có cho phép tôi được nhận cậu đây làm con trai nuôi, an ủi tuổi già của tôi được chăng? Nếu ông đã quyết lòng yêu mến Mai Yến con tôi cũng không phản đối. Hôm nay trời cho ta gặp Mai Yến, xin trời đất và tổ tiên chứng giám cho ta nhận chàng trai này làm con trai nuôi, để an ủi tuổi già cô đơn. Vậy con trai nuôi, Mai Yến xin được kính dâng cha chén trà, chúc cha sức khỏe dồi dào, sống thọ muôn tuổi. Tốt, tốt lắm con trai à. Bệ hạ ơi, người ở đâu? Thần mỏi chân quá rồi, không tìm được bệ hạ, chắc thần chết mất. Ôi, tự nhiên cái đói bụng ngang vậy. Thôi, cứ tìm gì ăn trước đã rồi tính. Vì ai mà thần khổ như thế này. Trèo lên, lên, trèo lên, lên cây bưởi hải hoa. Chim sáo ăn giỏi nha, lớn nhanh còn đưa thư cho người. Nàng ba, muốn ta đưa thư cho ai? Người ấy ở ngay trong làng, còn gì đưa thư? Không biết nữa, ở ngay trong làng mà ta vẫn nhớ chàng. Nàng ba nhớ chàng nào? Nhớ chàng Mai, nhớ chàng Mai. Chàng đi đâu mà sớm vậy? Nàng không biết gì sao? Hôm nay lễ hội qua Sơn Đình, ta thi nấu cơm chạy, nàng nghe có hài hước không? Năm nào chàng cũng đi thi, có gì đâu mới. Chàng cứ mãi mê công việc quá, quên cả thiết. Để ta đánh tiếng với ông Tơ Bà Nguyệt, cho chúng ta về một già, khỏi phải nhớ thương. Cha nuôi, mẹ và nàng ngồi đây cổ vũ cho con thi nấu cơm chạy nha. Đi đi con. Con là cô gái mà Mai Yến muốn cưới làm vợ à? Quả là một cô gái đoan trang. Ta đã hiểu vì sao Mai Yến luôn một lòng chung thủy với con.
Bệ hạ có ở đây không? Bệ hạ, bệ hạ yêu quý ơi, thần đây, người có làm sao không vậy? Bệ hạ giảng quy. Cha là người là? Đúng vậy, ta là Hùng Dương. Mai Yến hôm qua đã cứu ta khi gặp nạn, dù không quen biết. Qua tiếp xúc, ta mến tài đức của Mai Yến nên đã bái tế trời đất nhận làm con nuôi. Nhưng thưa bệ hạ, giúp người không phải để người trọng ơn, xin bệ hạ đừng câu nệ. Con hãy quỳ xuống để ta truyền chỉ. Mai Yến, từ nay con sẽ là hoàng tử Mai An Tiêm, con trai nuôi của ta. Thời gian qua nhanh, Mai An Tiêm đã ở kinh thành được 3 năm. Từ ngày có An Tiêm lo mãn nông nghiệp, dân chúng giỏi cày cấy, lúa tươi tốt, bội thu, dân no ấm. An Tiêm, con làm việc rất tốt, nhưng sao trong con có vẻ không vui? Dạ, thưa bệ hạ, được người ban ơn, con làm quan phụng sự đất nước. Con chỉ nhớ quê nhà, và mẹ già đang phải nhờ nàng ba chăm sóc. Ta biết con vốn là người trọng nghĩa. Vậy ta cho con về thăm mẹ và nàng ba ít ngày, rồi đưa họ đến kinh thành để ta định hôn lễ cho. Đội ơn bệ hạ, đội ơn bệ hạ. Tâu bệ hạ, hoàng tử An Tiêm được bệ hạ chú ý tới đã là vinh dự mà sao lòng còn dương vấn quê nhà như vậy? Phải chăng là cố ý hai lòng, không hoàn toàn phụng sự người? Ta hiểu An Tiêm, hắn là người chung thủy, một lòng với nàng ba. Thậm chí hắn còn từ chối hôn sự với công chúa con ta. Dạ bẩm, hắn dám chê công chúa hay sao? Thật đáng tội khi quân, phải bắt hắn chịu tội. Người nghĩ một mà không nghĩ hai. Giả như hắn nhận lời lấy công chúa, phụ nàng ba, thì có phải hắn cũng là người chẳng ra gì? Ta có thể bằng lòng cho con gái ta lấy người bạc tình bạc nghĩa như vậy sao? Dạ, bệ hạ dạy chí phải, thần quả thật ngu muội. Nàng ba, An Tiêm đã được nhà vua đồng ý gả công chúa cho rồi, nàng cứ yên tâm lấy chồng đi. Hả? Ngươi là ai? Sao lại cản đường ta? Nhà vua đã ra lệnh, người không thuận ý lấy công chúa thì không được lấy ai nữa. Giờ ngươi quay về cung lấy công chúa, hoặc là ta sẽ lấy mạng ngươi. Nàng ba, nhà ngươi thật là vô dụng. Có một tên nông dân mà cũng không làm gì được hắn nữa. Dạ, hắn khỏe quá đại quan. Thưa bệ hạ, có chuyện cấp báo, cấp báo. Sao ngươi lúc nào cũng như con lật đật vậy? Có gì thì nói luôn đi. Mày Yến, chả quên, hoàng tử Mai An Tiêm đã cưới nàng ba ở quê nhà rồi. Áo mặc sao qua khỏi đầu. Trên danh nghĩa cậu ta là con ngu của bệ hạ,
sao có thể tự ý quyết định hôn sự của mình chứ? Nếu bệ hạ không tin, thần xin trực tiếp đi xác minh. Hoàng tử Mai An Tiêm cùng vợ xin bái kiến. Chúng con bất hiếu, xin được đến tạ lỗi cùng cha. An Tiêm, ta đã nói con đem mẹ và nàng ba đến kinh thành định hôn và ổn định cuộc sống gần ta. Sao con lại cãi lời? Con thật sự không coi ta là cha mình hay sao? Con giải thích đi. Dạ bẩm bệ hạ, con vẫn nhớ lời người dặn. Nhưng có người đã mạo danh bệ hạ đến đe dọa không cho con lấy nàng ba. Con lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra, nên mạo muội thành hôn với nàng trước, rồi mới đến đây xin lời chúc phúc của cha sao ạ? Thật vậy sao? Kẻ đe dọa đó là ai? Bẩm, con đã để hắn chạy thoát, con cũng không điều tra được gì. Dạ tôi bệ hạ, đó chỉ là lời bào chữa phiến diện của An Tiêm, không bằng không cớ, làm sao tin được ạ? Thôi, bỏ đi, con cũng đã đến đây thỉnh tội, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng ý ta đã quyết, ngươi đừng nhiều lời nữa, mau đi lấy quà ta tặng cho vợ chồng An Tiêm ra đây. Bẩm bệ hạ, vợ chồng con nhà quê chẳng có gì ngoài ít trái cây nhà trồng, kính dâng lên bệ hạ. Được, được, ta hài lòng lắm. Lần này con đưa mẹ vào kinh luôn chứ? Tâu bệ hạ, con xin thú thật, lần này chúng con vào trước là để thỉnh tội, sao là xin phép cha cho con được từ quan về quê sinh sống. Con không ở gần để chăm sóc, đỡ đần công việc cho ta sao? Xin người chớ lo, những việc bên khuyến nông con đã sắp xếp đâu vào đó. Chốn quan trường thật không hợp với con ở quê, nhưng người có thể gọi con bất cứ khi nào. Thôi được, ta hiểu tâm hồn con, không thuộc về nơi này, ta sẽ chấp thuận cho con. Dạ, con xin tuân mệnh. Để rồi xem, thái độ đó trước sau gì cũng khiến người hối hận. Hãy đợi đấy. An Tiêm sống vui vẻ điền viên với nàng ba và mẹ. Vài năm sau, họ có một người con trai tên là An Đức. Những khi có việc cần, nhà vua thường cho triệu chàng, nhưng An Tiêm hay kiếm cớ từ chối hoặc biên thư để giải quyết công việc. Mỗi lần có thư của triều đình, chàng thường chau mày suy nghĩ. Vì mọi thứ đều không đơn giản, quan Lễ Hùng vẫn còn dòm ngó ta. Ngày mai là sinh nhật cháu ta, ngươi hãy đem miếng ngọc này đến làm quà cho nó. Dạ, tuân lệnh. Dạ, dạ. Hãy tha cho tôi. Tôi không có lỗi gì hết. Quan Lễ Hùng muốn tặng quà cho con trai của các người. Quà cho con trai ta? Sao phải tặng trong đêm hôm như ăn trộm vậy? Ta không tin. Vì sợ ngài không nhận nên tôi lén đến tặng. Tặng quà mà lén lút, có phải hắn muốn hối lộ ta? Dù hắn nhúng tay vào bên khuyến nông, ta phải bắt ngươi và đối chứng. Quan Lễ Hùng, ngài nói xem những thứ này là thế nào. Hoàng tử An Tiêm, ngài nói gì vậy? Đây là quà cho ngài và con trai của ngài. Tôi biết ngài không màng châu báu, nhưng... Đúng vậy, tất cả những gì ta có được hôm nay đều do hai bàn tay ta làm nên. Há đâu lại tham những của cải phù phiếm như thế. Ngài biết thế còn đem tặng ta là có ý gì? Đó thật là suy nghĩ của con sao? Con không nhận quà ta ban cho mà còn tỏ thái độ bất bình. Thưa cha, rõ ràng đây là quan Lễ Hùng sai người mang quà đến hối lộ con. Đây là cúp bệ hạ đặc biệt tặng sinh nhật con trai ngài. Ta chỉ thêm một ít gọi là thôi, sao ngài lại gọi là đồ hối lộ? Thưa cha, rõ ràng quan Lễ Hùng sai thích khách đến lén bỏ quà vào nhà con. Ngài có bằng chứng gì mà kết tội ta, hay chỉ cố bao biện che mắt bệ hạ? Dạ, con có bắt được tên thích khách. Người đâu, đưa hắn vào. Bẩm hoàng tử An Tiêm, đưa ai vào ạ? Ngoài cổng chỉ có cái xe của ngài, không hề có ai khác. Hả? Lúc ta vào đây đã nhờ bọn lính ngoài đó canh gác kia mà. Bẩm, bọn lính canh nói ngài đi thẳng vào, không hề nhờ ai canh cái gì ngoài xe cả ạ. Ngài nói gì vậy Mai An Tiêm? Một tên thích khách vô hình mà ngài bịa ra thì làm gì có thật? Thưa cha,
con. Ta thật không ngờ. Dạ, bởi vì vì bệ hạ quá chiều hắn, bệ hạ thương hắn còn hơn con đẻ. Người im đi. Người sống đều cần xã hội, đều cần tương trợ hợp tác với nhau. Nếu người đã muốn tự thân tự lập như vậy, coi ra ta cũng nên tòa ý cho ngươi. Đài Mai An Tim ra quan đảo, nơi nào thật cằn khô, không có cây lúa nào sống nổi. Nàng ta, có tiếng rồi. Nghiêm trọng vậy sao? Con nói chuyện với ai vậy? Có chiếu chỉ của triều đình, gia đình họ Mai tiếp chỉ. Mai An Tim kháng chỉ nhiều lần, dựa vào chút tài coi thường bổng lộc triều đình, lẽ ra là tội chết. Nhưng còn mẹ già con dại nên đầy Mai An Tim ra đảo quan. An Tim chàng, vậy là sao? Không phải chàng vào kinh để... để chọc tức bệ hạ, có phải ý nàng là thế? Bệ hạ thật là nhân từ, khi cho ngươi về từ biệt gia đình. Mau đi không chậm trễ, giờ lên thuyền ra đảo. Ta đã bắt bẫy của hắn nên làm vua cha nổi giận. Nàng hãy cố gắng ở nhà lo cho mẹ và con, chờ ta. Không được, thiếp không rời xa chàng. Thiếp và con sẽ đi theo chàng. Thưa ngài, cho tôi được đi theo chồng. Gia đình chúng tôi không thể sống thiếu nhau được. Được rồi, ta sẽ tội nguyện cho gia đình ngươi. Ra đảo quan, gia đình ngươi chỉ có lương thực cho 5 ngày, không được mang theo bất cứ thứ gì ở đất liền, để xem ngươi xoay sở ra sao. Bà ơi, xa bà con sẽ nhớ bà lắm. Tội nghiệp cháu tôi, có tí tuổi đầu phải xa quê nhà. Con hứa với mẹ, có ngày sẽ trở về đất liền cùng cả nhà ta sống yên vui. Cha ơi, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu? Con giúp mẹ nhóm lửa nấu cơm nha. Cha đi vòng quanh xem có cành cây nào không để dựng lều ngủ. Sợ quá à. Ở đây hang vô thế này, hết đồ ăn thì ta sống sao được ạ? Bao quả trứng này gà mẹ đã ấp rồi, con chịu khó ăn cơm trắng nha. Chờ trứng nở thành con, nhà mình sẽ có đàn gà để nuôi nha. Dạ, con chờ trứng gà nở. Hôm nay chúng ta đều đã mệt rồi, vào đây ngủ tạm tránh thú dữ rồi mai tính tiếp. Ta vừa thấy An Tim đánh nhau với cọp dữ. Lẽ nào ta đã trách phạt nó quá nặng? Không biết lúc này nó thế nào rồi. Cảm ơn nàng đã ra tay kịp thời. Cha ơi, cha có sao không cha? Không sao rồi con. Thời gian trôi qua, cuối cùng gia đình Mai An Tim cũng dựng được ngôi nhà nhỏ. Đàn coi, chúng ta có nước ngọt rồi. Có tin gì của vợ chồng An Tim không? Mấy ngày nay trời giông gió thiên tai không ngừng, dân tình mất mùa lao đao. Không biết gia đình An Tim ngoài đảo thế nào rồi. Người vẫn còn lo cho hắn sao? Người vẫn chu cấp cho mẹ hắn kia mà. Vậy thì sao? Còn ngươi, tại sao lại để cho vợ con hắn đi theo chịu khổ? Vậy khác nào ta là vị vua ác độc đầy ải các phụ nữ và trẻ em? Dạ, tại vợ con hắn cứ khăng khăng, nên thần cũng không còn cách nào khác. Vậy ngươi đã cho người ra đảo thám thính chưa? Dạ, thưa có ạ. Nhưng trời mưa gió biển động mấy ngày nay, nên chưa thuyền nào dám ra khơi cả. À,
Chúng ta đã hết lương thực rồi, còn một ít thóc thì phải để dành gieo hạt. Ta sẽ vào rừng kiếm những loại rau củ ăn được. Nàng cứ giữ hạt giống để gieo hạt. Cha ơi, mẹ ơi, con biết bắt cá rồi. Con trai của mẹ giỏi quá. Nhờ con, cả nhà hôm nay có cá nướng thơm ngon đây. Mấy hôm nay trái gió trở trời, con không khỏe hơn được chút nào. Thiếp lo quá chàng à. Có Thiền, có Thiền. Xin chào. Tôi là thuyền buôn đi ngang qua vùng biển này gặp bão, nên thuyền bị hư hại không ít, lại hết nước ngọt. Xin hỏi có thể giúp cho xin ít nước ngọt không? Chúng tôi có giếng, huynh cứ neo lại đây để tôi giúp sửa thuyền. May mắn quá, cảm ơn rất nhiều. Tôi biết lấy gì trả ơn huynh bây giờ. Con trai tôi đang bị ốm, không biết trên thuyền huynh có thuốc thang gì không? Cha tôi là thầy thuốc nên tôi cũng có chút kinh nghiệm. Để tôi thăm bệnh cho cháu. Cháu bé bị phong hàn nhưng nhẹ thôi. Tôi mang ơn vợ chồng An Tiêm huynh giúp đỡ lúc hoạn nạn. Tôi xin đem chút thuốc này để báo đáp. Cảm ơn huynh. Đa tạ trời đất, có số nước ngọt này chúng tôi có thể sống tiếp rồi. Huynh cứ tự nhiên. Hay là mỗi lần đi ngang đây huynh có thể ghé chỗ tôi lấy nước ngọt. Đổi lại tôi xin nhờ huynh đưa thư vào đất liền được không? Được. Có trạm dừng chân ở đảo này quả là may mắn cho chúng tôi. Chiếc thuyền hôm nọ đưa tin cho chúng ta sao lâu quá vẫn chưa trở lại hả chàng? Thiếp mong tin của mẹ từ quê nhà. Ta cũng vậy. Nhưng một lần đi buôn của họ cũng mất vài tháng. Chúng ta phải kiên nhẫn. Chim ăn được thì người ăn được. Chàng cẩn thận. Đây là loại quả gì? Mình chưa từng biết. Cha thấy sao cha? Ngọt ngọt, mát nữa. À, hay ta trồng thử loại trái này xem sao. An Đức ơi, dậy đi, trời sáng rồi, quả chín rồi. Cha ơi, cha ơi, cha ra mà xem nè, hôm nay trái lớn rồi á. Con vào gọi mẹ ra đi, trái màu xanh đẹp quá. Bảo ra đi An Tiên, bảo ra đi. Hôm nay chúng ta thử xem quả này ra sao nha. Đẹp quá. Vỏ thì xanh thật xanh, mà ruột thì đỏ thật đỏ. Ngọt lắm. Quả này nhiều nước, thật ngọt liệm. Ngon quá cha mẹ ơi, con muốn ăn hết một quả luôn. Cảm ơn trời đất đã cho chim mang hạt này. Cha ơi, ta nghĩ xem nên đặt tên quả này là gì. Cây bò sát dưới đất, giống như các loại dưa trên đất liền ở quê ta, nên gọi là dưa. Quả có màu đỏ rất đẹp nên ta gọi là quả dưa đỏ nha. À, dưa đỏ, dưa mới trên đảo Hoàng. Người kia, đến đây dòm ngó gì? Thưa đại quan, tôi có thư của Mai An Tiêm ngoài đảo Hoàng gửi cho nhà vua. Hả? An Tiêm, đưa ta. Nhưng thương ngài, đưa bức thư cho ta. Ta sẽ để cho tên kiêu căng như hắn làm chúa đảo. Còn ta sẽ mãi là người mà bệ hạ yêu quý và tin tưởng nhất. Hình như đây là một hòn đảo, không biết có người không. Tôi đói quá. Ta hãy vào trong xem. Nhìn kỹ xem, nó bị xích rồi. Ai đó? Có người, mau bắt lấy. Các ngươi là ai? Mau bắt trói hắn,
lại cướp hết nhà hắn cho ta. Tên thích khách lúc trước đột nhập vào nhà ta đi mà. Là ngài. Xem ra ngươi cũng nhận ra ta rồi. Không ngờ tôi đi làm cướp biển cũng không thoát khỏi ngài. Ngươi là người của quan Lễ Hùng, sao lại đi làm cướp biển? Không giấu gì ngài, họ đã dẫn tôi đi định thủ tiêu tôi. Nhưng may mà tôi thoát được, không dám quay về đất liền, đành ra biển làm cướp như thế này. À, ta hiểu rồi. Không ngờ quan Lễ Hùng lại xảo trá như vậy. Chú này, có vẻ đó rồi cha ạ. Đúng là mấy ngày nay mưa bão, chúng tôi chẳng cướp được gì, đói bụng quá. Thưa, giờ ngài đã bắt được chúng tôi, ngài muốn xử chúng tôi thế nào cũng được, không dám than trách. Phiền nàng hãy nấu thật nhiều cơm mang ra đây. Dạ. Ở đảo này có trồng lúa, trồng dưa, các ngươi đừng đi cướp bóc nữa. Hãy ở lại đây làm ruộng với gia đình ta một thời gian. Tuy cực nhưng mà công việc lương thiện, đêm ngủ không cần lo. Ngài nói thật sao ngài An Tiêm? Ngài không giận tôi sao? Các anh cũng chẳng khá hơn trước, nên chăng chúng ta gác lại mọi bất hòa để cùng nhau sống sót trên đảo quan này. Vợ tôi nói đúng đó. Các anh cứ ăn đi, sau đó quyết định xem nên ở lại làm việc với chúng tôi cùng nhau chia sẻ có gì ăn nấy, hoặc các anh cứ ra đi nếu muốn. Ngài An Tiêm, ngài tốt quá. Tôi thật có lỗi với ngài. Tôi sẽ hoàn lương, ở lại đây giúp ngài làm việc. Thế là Hải Thích Khách và đồng bọn cùng An Tiêm ở lại trên đảo. An Tiêm dạy họ làm nhà, trồng trọt. Ruộng đất của họ ngày càng phì nhiêu xanh tốt, dưa càng lúc càng nhiều, chất đầy trong những chòi lá. Giờ chúng ta đã thu hoạch được nhiều, cần nghĩ cách đưa vào đất liền. Ta muốn mọi người cùng được biết đến loại dưa ngon này. Cũng may là nó nổi lên, không thì phí mất một quả to rồi. Dạ, cháu xin lỗi chú. Hai chú cháu có chuyện gì vậy? Thưa cha, con lỡ làm rớt một trái dưa xuống giếng. May mà có chú Hải tạt vớt được. Con phải cẩn thận. Anh đừng trách cháu còn nhỏ. Cũng may trái dưa này nổi lên nên tôi dễ dàng vớt lên được. Anh nói là trái dưa nổi lên à? Có cách rồi, có cách rồi. An Tiêm thả những trái dưa trôi trên biển, hy vọng chúng sẽ vào đất liền. Bởi hả, xin chờ thần giới, xin đừng tức giận mà hại cho sức khỏe. Người đó, làm sao mà kênh dẫn nước lại làm ngập cả ruộng, cả nhà của người dân? Người làm ăn như vậy hả? Thần cũng không hiểu sao, đã tính toán kỹ cả rồi. Ngày trước, Mai An Tiêm làm việc gì cũng chu toàn cả. Không biết An Tiêm ngoài đảo thế nào rồi. Dạ bẩm, thần đã cho người ra đảo thăm dò, nhưng không thấy ai hết. Có lẽ hắn đã chết rồi ạ. Chết rồi sao? An Tiêm huynh, tôi đã quay trở lại đây. À, huynh đã trở về. Huynh có khỏe không? Tốt lắm, tôi đã đưa thư cho mẹ huynh, bà ấy vẫn khỏe và được nhà vua chu cấp đầy đủ, không lo gì cả. Tốt quá, cảm ơn huynh. Nhà vua thật tốt, lẽ nào ngài ấy đã tha tội cho tôi? Huynh có đưa thư được cho ngài ấy không? Xin lỗi An Tiêm huynh, tôi không gặp được nhà vua, lá thư đã bị quan Lễ Hùng lấy mất rồi. Hả? Bị lấy mất rồi sao? Thì ra là vậy. Quan Lễ Hùng quả là gian xảo. Lúc nãy ta đã muốn hỏi huynh, thì ra trái kỳ lạ này là ở chỗ huynh sao? Đúng vậy, tôi gọi đây là dưa đỏ, rất ngon, mát và ngọt. Mời huynh vào nhà nếm thử. Thì ra đây là dưa đỏ, đây là trái cây bán chạy nhất trong đất liền á. Ai ai cũng muốn mua, bán bao nhiêu cũng hết. Thật sao? Huynh có muốn lấy hàng chỗ tôi đang bán không? Chúng tôi trúng mùa, thu hoạch được đây khó đấy này. Tốt quá,
vậy tôi sẽ đem hết quần áo, thuốc men trên thuyền cho huynh. Đổi lại dư này, đợi tôi về đất liền bán hết, sẽ chia cho huynh một nửa lợi nhuận, có được không? Nào nào, huynh bình tĩnh, cùng vào trong nhà uống miếng nước, ăn miếng dưa chúng ta cùng bàn. Thì ra câu chuyện của các huynh là như vậy. Được, tôi sẽ ráng hết sức giúp các huynh. Xin làm phiền huynh, kế hoạch này khá mạo hiểm, huynh phải cẩn thận đó. Muốn tâu bệ hạ, có một người buôn bán xa muốn diện kiến bệ hạ để dâng lễ giặc ạ. Thôi, ta đang buồn phiền chuyện đê điều, để sau hẳn gặp. Dạ tâu bệ hạ, lần trước bệ hạ đã sai thần tìm hiểu về giống quả trôi trên biển. Này thương nhân này là người mua tại nơi trồng luôn hả? Vậy sao? Thôi được, cho hắn vào triều kiến. Tâu bệ hạ, thần là thương nhân đi buôn trên biển nước mình. Được biết bệ hạ có ý muốn tìm hiểu loại dưa đỏ đang được ưa chuộng, nên hôm nay thần đến xin diện kiến đức vua và dâng tặng bệ hạ ít dưa ạ. Dưa đỏ à? Dưa An Tim, ta có nhìn lầm không? Muôn tàu đúng vậy, chính tay người trồng đã khắc đấy ạ. Quan Lễ Hùng, ngươi nói xem, sao ngươi nói An Tim đã chết? Dạ thần, thần chỉ nghe nói thôi ạ. Với lại lúc nãy thần xem đâu hề có khắc chữ gì, hẳn là chúng đặt chuyện mới thêm vô đây thôi. Tâu bệ hạ, để được vào đây ý kiến người, chúng thần phải tặng vàng bạc cho Quan Lễ Hùng đây, và còn phải biếu dưa. Sợ Quan Lễ Hùng biết, nên thần đã gửi tặng quan những trái dưa không có khắc tên ạ. Nhà ngươi dám nhận hối lộ, bắt chẹt tiểu thương à? Thần không dám, trót phạm lần đầu, xin bệ hạ tha tội. Tâu bệ hạ, đây không phải là lần đầu Quan Lễ Hùng bắt chẹt đâu ạ. Thần xin được làm chứng. Bẩm bệ hạ, thần chính là tay sai năm xưa của Quan Lễ Hùng, đã giúp ông ấy lừa An Tiêm là ngọc bội của vua, là quà hối lộ để An Tiêm phạm thượng đến bệ hạ đó ạ. Người đâu, mau mau đưa Mai An Tiêm về cho ta. Còn ngươi, từ nay sẽ ra đó trồng dưa thay cho Mai An Tiêm. Trời ơi, tôi chết thần rồi, bệ hạ ơi, thần biết lỗi rồi. Còn ngươi đã biết hoàn lương, lại còn giúp đỡ An Tiêm, ta chỉ phạt ngươi phải lao động công ích, giúp dân ta trồng dưa trong đất liền thôi. Đội ơn bệ hạ. An Tiêm, ngươi được về nhà rồi, bệ hạ đã tha tội cho ngươi, còn ta, giờ ta phải làm sao đây? Ta chết mất, ta chết mất. Không sao đâu, ta đã để sẵn lúa gạo và rất nhiều dưa, có nhà cửa và giếng nước nữa, ngươi cứ tiếp tục trồng trọt là được. Khá khen cho An Tim con ta, con không những chứng tỏ được bản lĩnh, bàn tay ta làm nên tất cả, mà còn cho dân ta có thêm một loại quả mới. Tâu bệ hạ, thần cũng xin được tạ lỗi với bệ hạ. Người nói rất đúng, sống cần có bạn bè, gia đình tương trợ, chứ một mình không thể làm được gì cả. Hòn đảo mà Mai An Tim có công khai phá, tương truyền là dùng nha sơn thanh quá. Hiện nay dưới chân núi còn có đền thờ Mai An Tim và được nhân dân địa phương tổ chức lễ hội vào ngày 12 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ.